là chương trình truyền hình thực tế nhằm kết nối các startup với các nhà đầu tư mạo hiểm Shark Tank hay thương vụ bạc tỷ đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Theo ban tổ chức thì tính đến nay đã có 22 startup nhận được cam kết đầu tư với thương vụ có giá trị cao nhất lên tới 23 tỷ đồng. Shark Tank là chương trình truyền hình thực tế nhằm kết nối các startup sáng tạo và đầy tham vọng với các nhà đầu tư mạo hiểm. Dù mới phát sóng trong mùa đầu tiên, nhưng chương trình đã mang lại những kết quả khá ấn tượng. Theo thông tin từ ban tổ chức, trong 48 startup được ghi hình và phát sóng thì đã có 22 startup nhận được cam kết đầu tư và thương vụ có giá trị cao nhất lên tới hơn 23 tỷ đồng. Shark Tank không đơn thuần là một chương trình giải trí mà còn là cơ hội để các startup Việt có thể biến khát vọng thành hiện thực khi tìm được cho mình các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm thương trường. Bên cạnh đó, việc tường thuật các thương vụ trên sóng truyền hình đã đem lại những bài học về kinh doanh, quản trị và cách thức gọi vốn có giá trị đối với các startup nói riêng và đối với cộng đồng nói chung. Startup thành công không chỉ mang lại cơ hội cho những người sáng lập mà còn tạo ra những sản phẩm và dịch vụ cải tiến giúp cho cuộc sống của con người ngày càng tốt hơn. Vậy khi Shark Tank về đến Việt Nam thì tinh thần startup sẽ được thúc đẩy, mà tinh thần startup được thúc đẩy thì càng ngày càng có nhiều startup, càng có nhiều startup thì lại càng có nhiều startup thành công. Thì chính như vậy, khi Shark Tank về đến Việt Nam sẽ giúp cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ được rót vốn giúp cải tiến cuộc sống của con người. Nhờ đó, startup đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi tổng các tập của Shark Tank trên YouTube nhanh chóng chạm mốc hơn 16 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt thích. Còn theo số liệu thống kê từ Google, Shark Tank Việt Nam trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong top 5 trending tại Việt Nam sau các tập phát sóng. Fanpage chính thức của Shark Tank tại Việt Nam hiện tại cũng nhanh chóng vượt ngưỡng hơn 120 triệu lượt like và theo dõi mỗi ngày. Bên cạnh đó, gần 100.000 lượt bình luận, ý kiến của các khán giả và chuyên gia về Shark Tank trên các diễn đàn, trang mạng xã hội sau mỗi tập phát sóng.